Decar President for Transit, giải pháp di chuyển của doanh nhân thời đại 4.0. Hệ thống vận hành tự động êm ái. Khoang VIP Lounge hoành tráng, 5 tách biệt, đảm bảo không gian tiếp khách sang trọng và bảo mật thông tin. Toàn bộ nội thất đều là bằng da thật, tinh xảo đến từng chi tiết. Ghế bành VIP tích hợp bàn làm việc giúp chủ nhân tận dụng được thời gian di chuyển trên đường. Hệ thống massage cùng chức năng ngã 180 độ thành chiếc giường êm ái mang đến cho chủ nhân sự thư giãn, recharge tinh thần mọi lúc mọi nơi. Vách ngăn thông minh tích hợp TV 32 inch được điều chỉnh lên xuống bằng giọng nói. Bộ đàm tạo kết nối với khoang lái dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có quầy bar mini, két sắt, tủ lạnh. Và đặc biệt, toàn bộ thiết bị điện được điều khiển bằng giọng nói hoặc màn hình cảm ứng. Bàn ghế cuối thiết kế dạng sofa có thể ngã ra thành giường để chủ nhân có không gian nghỉ ngơi rộng rãi, phù hợp cho cả gia đình. Decar President for Transit, hơn cả đẳng cấp, xứng tầm chủ nhân.